Các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền TV của mình. Hôm nay thì mình giới thiệu cho mọi người một trang web cho ta hành đào coin nha mọi người nha. Thì trang web này chúng ta sẽ đang hành đào đồng đô này, Paper Money nha, đồng đô này, đồng Bitcoin này, đồng Litecoin này, đồng Dogecoin này, đồng XRM và tất cả các đồng coin ảo nha mọi người nha. Và khi chúng ta đăng ký tài khoản trên này, chúng ta chỉ bỏ ra tầm 5 phút để chúng ta đăng ký tài khoản thôi. Thì chúng ta sẽ nhận ngay là 100 GHS miễn phí nha, nó tương đương với khoảng là 1 đô. Đó. Thì 100 GHS này mọi người sẽ dùng để đào coin và khi mọi người đủ min rút thì mọi người có thể rút về nha. Thì cái dạng web này là đào coin tự động không cần treo máy, thế nên là mọi người có thể tạo một tài khoản cho chúng ta để đó nha. Khi nào chúng ta đủ min rút chúng ta sẽ rút tiền. Thì mình nghĩ con này cũng khá là tiềm năng, thì anh em có thể đăng ký tài khoản, mọi người chỉ bỏ ra tầm 2 đến 3 phút thôi. Mọi người chả mất nhiều thời gian để đăng ký tài khoản đâu, và chúng ta sẽ tạo tài khoản khi chúng ta đào đủ đồng coin, khi ta đủ min rút chúng ta để rút về nha. Thì cái tỷ lệ rút được trên web con web này cũng khá là cao, thế nên mọi người có thể chơi free của mình, chúng ta chả mất gì cả nha mọi người nha. Và giờ mình sẽ đi vào con web và review cho mọi người. Bạn nào muốn tham gia của mình sẽ để lên web dưới phần mô tả bình luận nha. Bạn click xuống đó nó hiện lên giao diện như này. Thì bạn tính bạn ấn vào phần chữ nhận 100 GHS miễn phí này, bạn bấm phần chữ nhận 100 GHS miễn phí này nha mọi người nha. Đó thì nó hiện lên cái giao diện đây này để chúng ta tạo một tài khoản nha. Thì để tạo tài khoản đầu dòng đầu tiên là cái dòng nhập tên tài khoản này. Dòng thứ hai là email này, và nhập lại email này, và ra danh nhập mật khẩu, nhập lại mật khẩu nha. Sau khi bạn đầy đủ thông tin rồi, bạn tiến hành kéo xuống đây, chúng ta phải xác minh tôi không phải người máy nha mọi người nha. Để ta xác minh tài khoản này, sau ta bấm phần đăng ký thì chúng ta sẽ tạo một tài khoản thành công thôi nha mọi người nha. Rất là đơn giản thôi. Đó. Thì bạn tiến hành lưu tài khoản một người vào, xong rồi chúng ta sẽ kéo to nó ra nha. Mọi người nên sử dụng Chrome và cốc để nó dịch sang tiếng Việt cho mọi người dùng cho nó dễ nha. Và tiến hành kéo sang đây này, nó có phần như này này. Đó, bạn thấy phần bảng điều khiển trên này này, đó mọi người thấy không? Thì mình đã khi chúng ta đăng ký tài khoản rồi thì nó sẽ tự động đăng nhập vào luôn nha mọi người nha. Còn nếu không thì bạn có thể bấm phần thực đơn trên này để ta đăng ký vào nha mọi người nha. Rồi thế đây là giao diện của con web khi chúng ta đã đăng ký tài khoản thành công và đi vào trong web nha. Thì nó sẽ hiện thống kê cho mọi người ở đây này, số người dùng này, số tiền gửi vào này khá là nhiều nha mọi người nha. Và ngày chủ tiến là 2 ngày rồi. Và bây giờ mình sẽ phần bảng điều khiển này để mình quay trở về bảng điều khiển để hướng dẫn mọi người cách đào coin miễn phí nha. Rồi, thì đây là giao diện của bảng điều khiển này. Thì nó sẽ thống kê cho mọi người tổng số dư này là cái số tiền mọi người đang đào được nha, và tổng số tiền gửi là cái số tiền người đầu tư vào, và đây là tổng số tiền rút nha mọi người nha, nó sẽ thống kê ở đây cho mọi người. Và đây này, nó sẽ thống kê cho mọi người tất cả cái đồng coin này, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin này, Bitcoin Cash này, Litecoin đô la nha mọi người nha. Và để đào đồng coin thì mọi người sẽ sang phần ba gạch bên này nha mọi người nha. Đó, mọi người sẽ kéo sang đây, mọi người phần thực đơn đây này. Đó, mọi người tìm cho mình là phần khai thác mỏ nha mọi người nha. Mọi người bấm vào phần khai thác mỏ này để ta sẽ đào tiền nha, đào tiền coi ảo nha mọi người nha. Rồi bạn đang kéo thu nhỏ lại nha. Đó, kéo xuống đây này, bạn thấy không, đây là phần đào coi này. Thì bạn đang thích đồng nào thì bạn đang kéo cái thanh GHS này lên 100% nha. Đó là thanh thống kê cho mọi người. Thì mình sẽ đào cái đồng đô la nha, mình thích đồng đô la. Thì bạn tiến hành di vào cái ngón chấm này, bạn có thể kéo lên nha, bạn có thể kéo lên này. Đó, bạn thấy mình kéo không? Hoặc là bấm vào dấu chấm nha, bạn sẽ tiến hành chấm vào đây này, chấm vào phần đầu của nó này. Đó, mình chấm phát lên 100% nha mọi người nha, mình chấm vào. Hoặc mình kéo nha mọi người nha, bạn có thể chấm hoặc kéo nha, mà click chấm mà. Đó, nó sẽ đào lên 100 GHS cho mình. Đó, và hàng giờ thì mình sẽ nhận ngay 0.01 này. Và một tháng thì mình sẽ đào được ngay là 0.8 này. Đó, thì bạn có thể hàng tuần, hàng tháng thì bạn có thể tái đầu tư lại nha. Đây nó có chữ tái đầu tư này, thì bạn có thể tái đầu tư lại. Thì một tháng đầu tiên thì bạn đang tái đầu tư, và tháng thứ hai, tháng thứ ba thì bạn đang từ lúc đó bạn đang kiếm tiền nha mọi người nha. Đó, lúc bạn tái đầu tư thì cái tốc độ đào chúng ta cao rồi, và lúc đó chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận khá là tốt nha. Còn nếu bạn chơi free thì hàng tháng này thì mình nghĩ sẽ mất khoảng tháng rưỡi nha, bạn mất khoảng tháng rưỡi để chúng ta sẽ tiền kiếm được là 1 đô nha mọi người nha. Đó, rất đơn giản thôi. Đó là phần đào coin này. Và để rút tiền, khi ta đã đủ min rút ấy, thì mọi người để rút tiền thì mọi người tiến hành bấm một phần bên này nha, vẫn là phần bảng điều khiển bên góc tay trái màn hình này. Đó, đó tùy giao diện của mọi người nha. Thì có phần rút tiền này, bấm phần rút tiền này để ta tiến hành đi rút tiền nha mọi người nha. Đó, tiến hành kéo nhỏ lại này. Thì đây nó có rất nhiều hệ thống cho mọi người muốn rút tiền nha. Đầu tiên là đồng đô này, có cổng PE này, Perfect Money này, Bitcoin này. Mình xem min rút của Bitcoin là 0.01 nha. Thì mình nghĩ là bạn nên đào cái đồng đô hoặc là đồng Dogecoin cho nó min nó thấp này. Đó, 1.000 Doge khá là cao. Thì mình sẽ đào đồng đô đi, tạo cho nó rẻ nha mọi người nha. Xong rồi tên nhập cái số tài khoản của mọi người vào đây, nhập cái số ví của mọi người. Xong rồi phần rút tiền nha, min tối thiểu là 1 đô. Hoặc bạn có thể vào phần setting này, và phần cài đặt ở đây nha mọi người nha, để ta lưu địa chỉ ví.
thì khi chúng ta rút tiền chúng ta không cần nhập địa chỉ ví nữa nha mọi người nha. Đó, người ta nhập địa chỉ ví mọi người vào, xong người ta phần tiết kiệm nha. Đó thì ở đây là phần rút tiền, còn một phần nữa là phần gửi, tiền gửi này, phần ta sẽ thành nạp tiền vào ấy. Thì cái phần này dành cho người nào có tiền nha mọi người nha, mọi người có thể đầu tư ở đây, chúng ta tăng GHS của mọi người lên. Thì đây là dạng web chơi free mà, thế nên là mọi người có thể đầu tư hoặc là không nha. Nhưng mình vẫn khuyên mọi người là chúng ta không nên đầu tư, chúng ta chơi free thôi nha mọi người nha. Và đó là phần đào tiền free, có cả phần chúng ta tên là phần chương trình liên kết này, là cái phần chúng ta đi giới thiệu bạn bè ra kiếm tiền nha mọi người nha. Thì mọi người tên là đi sao chép đường link liên kết này, xong người sẽ giới thiệu cho mọi người. Thì khi mọi người giới thiệu một cái người cấp 1 này thì bạn sẽ được nghe là 9% của GHS này. Và người giới thiệu cấp 1 của bạn đi giới thiệu người khác thì bạn sẽ được nhận được 6% GHS nha mọi người nha. Đó, thế là mọi người có thể đi sao chép đường link hoặc là mọi người có thể thôi nha, có thể là mọi người đá free cũng được mà đi chia sẻ liên kết cũng được nha mọi người nha. Thì clip mình xin dừng ở đây thôi. Đây là dạng web chúng ta tiến hành đào coin free mà, thế nên là bạn nào muốn tham gia cùng mình sẽ để link web dưới phần mô tả bình luận cho bạn nha. Thì clip xin dừng ở đây thôi, hẹn gặp mọi người clip sau nha. Bye.